Hi guys, welcome to Unit 10 with a very interesting topic. It is cities around the world. Xin chào các em, ngày hôm nay cô trò chúng ta sẽ đến với bài số 10 nhé. Và đây là bài học cuối cùng ở trong chương trình sách giáo khoa lớp 6 của chúng ta rồi đấy. Và với chủ đề các thành phố trên thế giới thì chúng ta sẽ có rất là nhiều điều thú vị để mà đón chờ chúng ta trong unit này. À, trong tiết đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ có 3 nhiệm vụ mà chúng ta cần phải thực hiện. Nhiệm vụ thứ nhất là chúng ta sẽ cần phải xác định được, chúng ta phải nhận diện được các danh lam thắng cảnh ở trong các thành phố ở trên thế giới nhé. Chúng ta có từ landmark có nghĩa là danh lam thắng cảnh. Nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta sẽ cần phải học cách để sử dụng first conditional sentences, có nghĩa là câu điều kiện loại 1 các em nhé ừ nghe rất là thử thách đấy và cuối cùng thì chúng ta sẽ học cách uh, để nói để đưa ra uh, cho người ta thấy là mình, gì ạ? mình đang rất là hứng thú về một cái điều gì đó mình rất quan tâm về điều gì đó uh -huh. Are you ready chúng ta sẵn sàng chưa chúng ta bắt đầu ngay nhé rồi thế thì như thường lệ phần đầu tiên của chúng ta sẽ là phần tư mới và côn chào chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem những từ mà chúng ta sẽ cần phải giải quyết trong ngày hôm nay đó là những từ gì so first we have the word statue look at this statue. Ở đây chúng ta có cái từ này, cái từ này trong tiếng Việt nghĩa là gì? Bức tượng. À, ở đây chúng ta có hai cái đọc statue u dài hoặc statue là âm u nhá, hai cách. Next one we have the word museum. Museum. The second word. Từ này có trọng âm hai, kèm nhé. This one we have palace. Palace. Look at this, the first word. Palace it means the palace này có nghĩa là gì nhỉ? À, là lâu đài là dinh thự các em nhé. Ừ, rất là nhiều bạn bạn ấy hay đọc nhầm bạn đọc là place nhưng không phải nhá. Chúng ta nhìn cho cô này, palace. Palace, đúng không? Lâu đài các em nhá. Next we have the word tower. Tower có nghĩa là tòa tháp nhá. Opera house. Opera house là uh, nhà hát opera đúng không? Cathedral. Cathedral the second church từ này có trọng âm 2 và từ này có nghĩa là nhà thờ lớn các em nhé bridge bridge cây cầu park park công viên it is very easy rất đơn giản đúng không nào và bây giờ cô chào chúng ta sẽ cùng nhau áp dụng những từ mà cô trò chúng ta vừa tìm hiểu để giải quyết cái bài tập trong sách giáo khoa các em nhé Đầu tiên thì chúng ta nhìn cho cô The first one we have the word statue And look at this, we have A, B, C, D, E, F, G H <laughs> Chúng ta có 8 bức tranh Đúng không ạ? Được đánh số từ A cho đến H Và bức tranh đầu tiên Bức tranh A sẽ ứng với từ statue Là bức tượng, đúng không? We can see the liberty, the statue of liberty Chúng ta có nhìn thấy bức tượng nữ thân tự do đây này Đúng không? Từ word number 2 Từ số 2 chúng ta có từ museum Museum có nghĩa là viện bảo tàng Và chúng ta nhìn đây, chúng ta sẽ có tranh E là tranh về viện bảo tàng đúng không ạ? Trong viện bảo tàng này thì người ta có thể trưng bày rất là nhiều uh, uh, Thứ theo các chủ đề Ở đây thì nhìn thấy con khủng lắm Rất là to, chắc là viện bảo tàng về lịch sử đây Đúng không ạ? Yeah. Number 3, Palace Là dinh thự Và chúng ta nhìn thấy là từ nào, tranh nào đây? Aha, look at this, we have Picture C Chúng ta có tranh C là các uh, Dinh thự hoặc là cung điện đúng không? Thì chúng ta có từ là Palace Number 4, Tower tòa tháp tòa tháp thì chúng ta sẽ có tranh b ạ à. tower các em nhé opera house à opera house it is picture picturesque this is là gì đây ạ à? nhà hát opera nhá cathedral là nhà hát lớn à sorry là nhà thờ lớn và nhà thờ lớn thì chúng ta có tranh d it is cathedral bridge cây cầu it is easy picture H. And the last one, park, it is picture G. Đúng không ạ? Nhớ. Yeah. Ok, và vừa rồi chúng ta có 8 từ tương ứng với 8 bức tranh. Sau đây cô Ngọc Anh sẽ cùng chúng ta lắng nghe xem người bản xứ họ sẽ nói như thế nào nhé. Cô xin mời các em. One, statue. Two, museum. Three, palace. Four, tower. Five, opera house. Six, cathedral. Seven, bridge. Eight, park. And now let's come to part B. Và bây giờ cô chào chúng ta sẽ cùng nhau đến phần B. Trong phần B này, cô chào chúng ta sẽ cùng nhau. Think of three famous landmarks in the country. Chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ về ba danh lam thắng cảnh ở đất nước của mình. And talk about them. Và sau đấy chúng ta sẽ cùng nhau phải nói về những địa điểm danh lam thắng cảnh này chứ. Nếu như là cô thì cô thích nhất và cô rất là muốn nói về một địa điểm có xuất hiện trên màn hình. Đó chính là đây nào đây? À nhìn tranh thì chúng ta có thể thấy đây là dinh độc lập ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Và dinh độc lập chúng ta có cái tên gọi là gì? Reunification Palace được và cô sẽ nói với bạn của mình như sau. There's a famous palace called Reunification Palace in Ho Chi Minh City. Có một cái um, dinh thự rất là nổi tiếng được gọi là dinh độc lập ở thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là xong rồi, đúng không? Cũng vừa là mẫu của chúng ta, một địa điểm nổi tiếng ở trên đất nước Việt Nam. Và bây giờ, đến phần của các em nhé. Nếu như khi đi học trực tiếp thì chúng ta có thể nói chuyện với bạn bè của mình, nói và suy nghĩ về ba địa điểm nổi tiếng nhé. Uh -huh. Ok, and now, let's come to the next part. Và bây giờ, cô chào chúng ta đến với phần tiếp theo. It is listening. Đó chính là kỹ năng nghe. You have to listen to Catherine and Tom talking about a vacation chúng ta hãy cùng lắng nghe xem hai bạn nhỏ có tên là Catherine và Tom cùng nói về một kỳ nghỉ nhé. Are they both going on vacation? liệu rằng bọn họ có cùng đang đi nghỉ hay không? Tick Yes and No. Chúng ta sẽ cùng phải khoanh vào Yes hoặc No nếu như mà chúng ta nghe thấy thông tin ở trong bài nhé. Yeah. Uh -huh. Và bây giờ là phần chúng ta bắt đầu nghe lần đầu tiên. Listen to Catherine and Tom talking about a vacation. Are they both going on vacation? What are you going to do in Amsterdam? First, I'm going to visit the Royal Palace. It's very busy on weekends. Really? Well, if it's too busy, I'll walk around Dam Square. Good idea. The square is beautiful. Are you going to the opera? Yes, of course. Do you have tickets? It's very popular. Oh, no. I thought it was free. What can I do if I can't get tickets? There's a really nice park near the opera house. Great. If I can't get tickets, I'll take photos in the park. What will you do if the weather's bad? I'll just stay in my hotel. Okay, after listening to the recording, you can say that it is no. Sau khi nghe xong thì chúng ta có thể khẳng định no, có nghĩa là they aren't going on vacation. trong trường hợp này bọn họ đang không cùng đi chuyến nghỉ à, kỳ nghỉ đâu đúng không? And now this is the second time for you to listen. Và bây giờ thì cô xin mời chúng ta hãy lắng nghe lần thứ hai. Và trong lần lắng nghe lần thứ hai này chúng ta sẽ cần phải trả lời các câu hỏi về dưới đây. Listen and answer the questions. We have four questions. Chúng ta có bốn câu hỏi. Number one, when is the palace busy? Khi nào thì cái dinh thự này Uh, cái uh, nơi này nó bận rộn nhỉ, đông đúc nhỉ. Does Catherine have tickets for the opera? Uh, Catherine có vé để xem opera không? 3. What is near the opera house? Ở gần uh, nhà hát opera thì có cái gì đấy? And the last one, where can Catherine go if the weather is bad? Catherine có thể đi đâu nếu như thời tiết mà không được tốt nhỉ? Mm -hmm. And now this is the second time for you to listen. Listen to Catherine and Tom talking about a vacation. Are they both going on vacation? What are you going to do in Amsterdam? First, I'm going to visit the Royal Palace. It's very busy on weekends. Really? Well, if it's too busy, I'll walk around Dam Square. Good idea. The square is beautiful. Are you going to the opera? Yes, of course. Do you have tickets? It's very popular. Oh no, I thought it was free. What can I do if I can't get tickets? There's a really nice park near the opera house. Great. If I can't get tickets, I'll take photos in the park. What will you do if the weather's bad? I'll just stay in my hotel. Okay, let's check together. So number one, when is the palace busy? We can see that it is busy on weekends. À khi nào thì nó bận rộn nhất, đông đúc nhất đó chính là vào các ngày trong tuần. Number two, does Catherine have tickets for the opera? And the answer is no. Number three, what is near the opera house? Có cái gì ở gần nhà hát là opera đấy? Vậy, the park. It's the park. And the last one, where can Catherine go if the weather is bad? She can go to her hotel và khi thời tiết mà xấu thì cô sẽ quay trở về khách sạn thôi đúng không ạ? Ừ. và đây chính là nội dung của phần bài nghe cô hy vọng rằng nếu như chúng ta được nghe lại các bài này ở trên lớp một lần nữa thì chúng ta có thể làm đúng kem nhé và sau đây cô chào chúng ta sẽ sang đến cái conversation conversation skill à, chúng ta sẽ đến với cái phần kỹ năng giao tiếp trong phần kỹ năng giao tiếp này thì như cô đã giới thiệu ở phần đầu bài chúng ta sẽ học các câu hoặc các cách để cho người ta thấy rằng là gì Mình đang quan tâm tới thứ gì đó Đúng không ạ? Ok To show you are listening to someone Let's say Để cho người ta biết rằng là mình có đang nghe người ta nói Thì mình hãy nói các câu sau Ừm I see Chúng ta nói cái câu này để mà cho thấy là gì Chúng ta cũng đang hiểu đấy Hiểu vấn đề mà người ta đang nói Đúng không? Really? Thật ác? chúng ta nói câu này để cho thấy cái sự ngạc nhiên của chúng ta uh -huh. và bây giờ thì cô mời chúng ta hãy cùng lắng nghe xem những người bản xứ người nước ngoài họ sẽ nói những câu này như thế nào nhé cô xin mời các em uh huh I see really and now let's listen and repeat again và bây giờ thì cô chúng ta, cô mời chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe và nhắc lại một lần nữa nhé uh huh I see really Okay, students, and now we come to the most important part of this lesson. It is grammar. Và bây giờ cô cho chúng ta đến với phần quan trọng nhất trong bài học ngày hôm nay. Đó chính là phần ngữ pháp kèm nhé. Look at this. Và chúng ta hãy nhìn vào câu đoạn hội thoại này cho cô. Chúng ta hãy cùng lắng nghe xem hai bạn này, hai bạn để nói cái gì. Để từ đó chúng ta sẽ cùng nhau phân tích hiện tượng ngữ pháp nhé. Giờ cô xin mời các em. What will you do if the weather's bad? If the weather's bad, I'll watch a ballet at La Scala Opera House. Okay, so look at this. The boy says, what will you do if the weather's bad? Cậu sẽ làm gì nếu thời tiết mà xấu nhỉ? Và bạn nữ trả lời là, if the weather's bad, I will watch a ballet at a La Scala Opera House. Nếu như mà thời tiết mà xấu, thì tớ sẽ xem múa ballet ở nhà hát Opera Scala. Đúng không? Ok, thế thì chúng ta nhìn cho cô nhé, ở trong câu hỏi có từ if và trong câu trả lời cũng có từ if. If này, chúng ta sẽ nhìn thấy đó chính là câu điều kiện loại 1 và trong tiếng Anh mình gọi là first conditional, có nghĩa là câu điều kiện loại 1 nhé. Ở phần ngữ pháp thì cô sẽ nói tiếng Việt nhiều hơn. We use the first conditional to talk about real possibilities that might happen in the future. Chúng ta sử dụng câu điều kiện loại 1 để nói về những khả năng có thể sẽ xảy ra ở trong tương lai ví dụ nhé if the weather is bad i will watch the ballet nếu như mà thời tiết xấu tớ sẽ xem một ballet đúng không nếu thế này thì sẽ thế kia we will visit the palace if we have time chúng tớ sẽ đến thăm dinh thự nếu chúng tớ có thời gian sẽ thế này nếu thế kia nha yeah. if it's snowy I will not go to the cathedral. Nếu trời mà đổ tuyết tớ sẽ không đi tới nhà thờ lớn đâu. Nếu thế này thì sẽ thế kia. What will you do if the is sunny? Cậu sẽ làm gì nếu thời tiết mà nắng ấm? À, thế thì chúng ta nhìn cho cô chúng ta phát hiện nhá. Trong câu điều kiện ý, thì luôn luôn có từ gì? Có từ if. If, if, if. Và chúng ta nhìn cho cô này, vị trí có linh hoạt không? Rất linh hoạt. If có thể đứng đầu câu. Nhá. hoặc if có thể đứng ở giữa câu. Đây hai trường hợp nó đứng ở đầu câu và hai trường hợp nó đứng ở giữa câu. Tuy nhiên, kể cả nó đứng ở đầu câu hay giữa câu thì nó cũng sẽ có cái công thức cụ thể như sau. We use if and present simple to express the conditional to express the condition. Trong cái vế mà gắn liền với if thì chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc là if sau đấy chúng ta chia động từ ở thì hiện tại đơn giản. Và chúng ta nhìn thấy cô này If the weather is bad, hiện tại đơn giản If we have time, hiện tại đơn giản If it's snowy, cũng hiện tại đơn giản Và if the weather is sunny, cũng hiện tại đơn giản Tóm lại cái vế mà đi gắn kèm với if sẽ được chỉ hiện tại đơn giản Nhá yeah. và sau đấy chúng ta vế sau chúng ta sử dụng cấu trúc là will cộng bare infinitive will cộng bare infinitive có nghĩa là will cộng với verb nguyên thể hay động từ nguyên thể để chỉ cái kết quả nhá. Và chúng ta thấy là à, về có if chúng ta vừa nói rồi. Vậy còn vế còn lại chúng ta dùng will cộng bare infinitive tức là verb nguyên thể. will watch đúng không? will visit. won't go. or will not go. will you do? Đúng không? Như vậy rõ ràng chúng ta thấy là gì ạ? Ừ, thực ra nếu như nói về câu điều kiện thì chúng ta có vẻ là hơi e sợ Nhưng mà chúng ta chỉ cần nhớ cho cô nhé Câu điều kiện loại 1 dùng để chỉ một khả năng có thể sẽ xảy ra trong tương lai Và công thức của nó rất đơn giản À cứ vế đi kèm với if Vế nào đi kèm với if thì sẽ được chia hiện tại đơn giản Vế còn lại sẽ được chia là world cộng với verb nguyên thể Và if có thể đứng linh hoạt ở đầu hoặc ở giữa dù nó đứng ở đầu hay ở giữa câu thì cái mệnh để đi kèm với nó cũng phải được chia ở hiện tại đơn giản kèm nhé uh -huh. Ok, that's enough Đó là tất cả những gì mà chúng ta học về ít rồi Và sau đây cô chào chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập nhé You have to fill in the blank with the correct form of the verbs Chúng ta sẽ cùng nhau chia động từ nhé So the first one is the example Câu đầu tiên là câu ví dụ rồi If I have time, I will go to the opera house Nếu tôi có thời gian, tôi sẽ đi đến nhà hát Đúng không? Number two, if the weather is cold. Vì sao phải là is? Bởi vì cái vế mà động từ đi kèm với if sẽ là được chỉ hiện tại, đơn giản. Và vế sau sẽ là will, cậu vốc nguyên thế. I will watch. Đấy chưa? Nhá. Yeah. Ok, look at this. Nhìn đây, à, if nó đứng ở đây. Vậy thì mình sẽ thấy là gì? À, it chấm 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 freezing chính là vế có đi với if và cái vế còn lại sẽ là tương lai đơn giản sẽ là i won't go if It is freezing. Kèm okay, nhá. Number four. À, if lần đứng đầu câu. Vậy vế đầu tiên sẽ phải là hiện tại đơn rồi. If I have time, I will visit. Đấy chưa? Câu số 5 cũng if đứng đầu tiên. If the museum is closed, I will visit. Đấy chưa? Và câu 6, if cũng đứng đầu là If I don't have any money, I won't go to Tokyo Tower. Chưa? rồi vậy thì bài tập này chúng ta thấy là gì mặc dù là mình phải chia động từ thế nhưng mà chúng ta thấy là nó rất là đơn giản đúng không mình chỉ cần nhớ cho cô động từ mà gắn với vế có ít thì sẽ được chia hiện tại đơn động từ ở vế còn lại sẽ chia tương lai đơn tức là will cộng với cả động từ nguyên thể các em nhé uh -huh. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một cái bài tập nó khó hơn một chút, đó là chúng ta sẽ cần phải dựng câu. Chúng ta sẽ cần phải nhìn vào cái gợi ý này để chúng ta dựng câu các em nhá. Câu số 1 này gợi ý của chúng ta như sau: If rains cafe, nếu mưa cafe. À như vậy có nghĩa là gì? If it rains, Mary won't go to the cafe. Nếu trời mà mưa, Mary sẽ đi cafe nha. Rồi. Sự kiện thứ hai chúng ta có ý: If museum busy, cathedral. Như vậy chúng ta thấy là à, uh, nào đầu tang Mà đông quá thì sẽ đi tới Đi tới đâu đây? Cathedral đi đâu đây? À đi tới nhà thờ lớn Vậy chúng ta sẽ nói If the museum is busy, Mary will go to the cathedral. Vì sao phải Mary ở đây? Bởi vì chúng ta đang lên kế hoạch cho Mary mà. Đúng không? Số 3. Tower If Opera House Closed. Ừ, sẽ đi tới tòa tháp nào đó. Nếu như mà uh, nhà hát lớn mà đóng cửa. Vậy chúng ta sẽ nói là gì? Mary will go to the tower if the opera house is closed. Mary sẽ đi tới tháp nếu như mà nhà hát lớn đóng cửa. Nhá. Yeah. If palace busy want to go. Nếu như mà cái dinh thự này nó mà đông quá thì sẽ không đi. Thì chúng ta sẽ nói là gì sau? If the palace is busy Mary went to go. Và cuối cùng, Old Bridge. If have time. Sẽ đi đến thăm cái cây cầu cổ này nếu như có thời gian. Vậy chúng ta sẽ nói là như sau. Mary will go to the old bridge if she has time. Đúng không? Và chúng ta thấy là gì? Dựa vào những gợi ý thì cô cho chúng ta đặt được 5 câu có sử dụng cầu điều kiện loại 1 đấy. Chúng ta nhớ nhá Câu đề kiện loại 1 chỉ một khả năng có thể sẽ xảy ra trong tương lai. Vế có ít, chi hiện tại đơn. Vế còn lại, chia tương lai đơn. Kém nhá. Vậy là xong rồi. Đúng không? Bây giờ, cô chào chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo. Now, practice saying the sentences with your partner. Bây giờ, cùng chúng ta đã đặt câu được rồi. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đọc những câu này để các bạn của mình kiểm tra nhé. Rồi. Vậy thì, bây giờ cô chào chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo là phần phát âm. Pronunciation. Trong phần phát âm ngày hôm nay chúng ta sẽ cần phải học cách phát âm cái âm cuối. À cái âm cái âm này là âm the. The. Đúng không ạ? Thế thì chú ý cho cô nhé. Trong tiếng Anh chúng ta phải có chữ th th. TH TH. Thì khi nhìn thấy chữ TH thì chúng ta sẽ có hai cách đọc. Hoặc là âm thờ bật. Th Th Thành, Think. Hoặc là âm thờ zip. Ở đây cô đọc là thờ zip bởi vì nó đọc là zip qua cái răng. Và âm zip này thì chúng ta đọc phiên âm thế này. Chúng ta nhìn phiên âm này. Chúng ta có từ the. Weather And there Chúng ta không đọc là thờ Weather Và thay đúng không? Mà chúng ta đọc là the Weather And there Và bây giờ cô mời chúng ta cùng lắng nghe nào The Weather There And now let's listen and repeat Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe và đọc lại một lần nữa nhé The Weather There Ok, và chúng ta thấy là gì? Cái âm the ở trong trường hợp này rất là đơn giản đúng không ạ? Nhá. Và chúng ta sẽ cùng đến với phần cuối cùng là chúng ta hãy đọc những cái từ mà có cách phát âm đúng với các bạn của mình nhé. Chúng hãy tự tìm ra xem là ít nhất mỗi bạn tìm được có 3 từ mà có chữ âm the và sau đấy hãy đọc với bạn của mình các em nhé. Ok, và bây giờ cô chào chúng ta hãy cùng nhau đến với phần luyện tập nào. Trong phần luyện tập này thì cô trò chúng ta nhìn thấy ở đây có một đoạn hội thoại mẫu được thực hiện bởi bạn Tom và bạn Mary. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Mary nói: What are you going to do for your vacation? Cậu dự định làm gì vào trong kỳ nghỉ của mình? I'm going to visit the Sydney Opera House. Tớ dự định sẽ đến thăm nhà hát Opera ở Sydney. What else will you do? Cậu sẽ làm gì tiếp? If I have time, I visit the Sydney Harbour Bridge nếu tôi có thời gian thì tôi sẽ đến thăm bến uh, tôi sẽ đến thăm cầu cảng Sydney. Mary nói, What will you do if the weather's cold? Cậu sẽ làm gì nếu như mà chơi lạnh? If the weather's cold, I'll visit the Australian Museum. Nếu trời mà lạnh thì tôi sẽ đến thăm um, viện bảo tàng của nước Úc nhé. Thế thì chúng ta thấy là gì? Trong đoạn hội thoại này, cô Ngọc Anh đã bôi vàng các thông tin và đây chính là các thông tin mà chúng ta có thể thay thế để chúng ta thành lập nên những đoạn hội thoại khác nhau sau đây chúng ta hãy cùng nhau nhìn vào đây nhá cô có một số dữ kiện sau và chúng ta sẽ cùng các dữ kiện này để thành lập ra các đoạn hội thoại mới ví dụ cô sẽ thành lập đoạn hội thoại mới như sau What are you going to do for your vacation? I'm going to visit the Milan Cathedral. What else will you do If I have time, I visit the Branca Tower. What will you do if the weather is sunny? If the weather's sunny, I go to an ice cream store. Được chưa? Yeah. Và yeah. tiếp theo cô sẽ lựa chọn, cô sẽ lựa chọn thông tin ở bên tay phải này và cô sẽ thành lập nên một đoạn hội thoại tương tự như vậy. What are you going to do for your vacation? I'm going to visit the Statue of Liberty. What else will you do? If you have time, I visit Central Park. What will you do if the weather is rainy? If the weather is rainy, I watch a Broadway play. Listen now. Vừa rồi cô chào chúng ta cũng đã cùng nhau thực hiện hẳn ba đoạn hội thoại rồi đấy. Và hy vọng rằng nếu như ở trên lớp thì chúng ta có bạn của mình này, chúng ta sẽ đóng vai Tom, đóng vai Mary và chúng ta hãy luyện tập đoạn hội thoại này thật là nhuần nhuyễn nhé. Ừ. Và bây giờ thì cô chào chúng ta sẽ sang đến với cái phần speaking, phần bài nói. Trong phần speaking ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về các danh lam thắng cảnh ở London. Nha. Yeah. You are going to London for a day and want to visit three places. Giả sử rằng là mình sẽ đến London, mình đi thăm London trong một ngày và mình sẽ đến thăm ba địa điểm ở London. Take three landmarks you'd like to go, then ask three friends where they're going to visit. Chúng ta hãy cùng lựa chọn ba địa điểm mà chúng ta muốn đến thăm và sau đây chúng ta hãy cùng nhau hỏi bạn bè của mình xem là ba địa điểm của các bạn khác là những địa điểm nào nhá. Yeah. Ở đây chúng ta có những địa điểm sau. Chúng ta có Big Ben là tháp đồng hồ Big Ben đúng không? Har Park là công viên Har Park. Tower Bridge đúng không? Chúng ta có Buckingham Palace, cung điện Buckingham. St Paul Cathedral là gì đây ạ? À? Là ờ uh, nhà thờ lớn St Paul đúng không ạ? St Paul. The British Museum là viện bảo tàng của nước Anh nhá. Yeah. Và ở đây thì chúng ta hãy cùng nhau tích chọn ba địa điểm mà chúng ta muốn đến thăm. Chúng ta có 1 2 3 4 5 6 có 6 địa điểm và chúng ta hãy lựa chọn ra 3 địa điểm nhé và sau khi lựa chọn xong thì mình hãy hỏi các bạn của mình xem là các bạn ý đã lựa chọn địa điểm nào như thế nào và sau khi hỏi về địa điểm của các bạn xong thì chúng ta sẽ cùng nhau uh, dựng một cái tình huống như sau nhé What will you do if you have more time or if it's rain bạn sẽ làm gì nếu như bạn có thêm nhiều thời gian tức là bạn không chỉ đi ba địa điểm đấy nữa mà bạn sẽ đi thêm nhiều địa điểm khác nữa và một tình huống nữa là nếu trời mưa thì bạn sẽ làm gì đúng không? Discuss and answer the questions và chúng ta sẽ cần phải làm sao? Hỏi và trả lời các bạn của mình về các tình huống. Ví dụ như sau. What will you do if the weather is bad? Cậu sẽ làm gì nếu thời tiết mà xấu? Vậy thì nếu như là cô, cô sẽ trả lời như sau. If the weather is bad, I'll stay in the hotel. Nếu thời tiết xấu, tớ sẽ ở trong khách sạn. Đấy chưa? Hoặc là nếu như mà uh, đặt vào tình huống các bạn mình sẽ làm gì nếu mình có thêm nhiều thời gian? What will you do if you have more time? If I have more time, I will visit more landmarks. Nếu tôi có nhiều thời gian, tôi sẽ đến thăm các địa điểm danh thắng nổi tiếng hơn. Được chưa? Và như vậy thì cô vừa mới hướng dẫn chúng ta cách thực hiện để cách làm cách thực hiện bài nói này. Sau đây thì như thường lệ, cô mời chúng ta xem một đoạn video clip được dựng bởi các bạn nhỏ và các bạn nhỏ sẽ chỉ cho chúng ta biết là à, chúng ta sẽ cần phải thực hiện bài nói như thế nào. Em nhé. Hi V, what are you going to do for our vacation in London? Hmm. Let's see. I only have 1 day but 3 places to visit. So, first of all, I'm going to visit the Big Ben tower and take some pictures with it. I see. What else will you do? Hmm. Hmm. Well, second of all, I'm going to the buckingham palace. it looks so amazing on tv. so i really want to see. great. and now uh, what is the last place? well, if the weather is fine, i will definitely visit the hyde park. cool. and what about you? where are you going to visit in london? Um, i am going to the tower bridge in london. oh, that sounds interesting. What else? Then I will visit the uh, British Museum mm. in the afternoon. Oh wow! And the last one? The last place I will visit is the uh, St. Paul Cathedral. I think it looks beautiful at night. Sounds great! Các em thân mến, với <laughs> đoạn video clip rất là hay và thú vị vừa rồi, cô cho chúng ta hãy khép lại bài học số 1, tiết số 1 trong unit 10 tại đây. Goodbye and see you again. Xin chào và hẹn gặp lại các em nhé.